Nông dân Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Bây giờ Dương Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một bài viết góp phần vào làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của tác giả Đức Quý, có cái tựa đề là Cảnh giác với những phương thức thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, được đăng trên tạp chí Quân đội Nhân dân. Sau đây Dương Vy sẽ đi vào bài viết, có nghĩa là Dương Vy vừa đọc vừa phân tích đi sâu vào một số vấn đề và những kẻ từng lợi dụng về tư tưởng Hồ Chí Minh để xuyên tạc vào đó, để cho mọi người nhận diện rõ hơn về những cái bộ mặt thật của những kẻ đang xuyên tạc về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội Nhân dân nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam, những năm qua các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam, đặc biệt chúng triệt để xuyên tạc phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế sự nghiệp của người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác Lênin. Chúng coi Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng việc Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chúng dựng chuyện phi thực tế về thân thế, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh hòng bôi nhọ lãnh tụ, triệt để lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót thực hiện quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước, những suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra để xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không phù hợp với xu thế thời đại. Với những thủ đoạn đó, chúng hy vọng bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng và thành tựu đổi mới của đất nước về mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó lôi kéo kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình gây mất ổn định chính trị xã hội. Ví dụ như các diễn đàn ở hải ngoại ấy, xuyên tạc về và phủ nhận về vai trò tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin đó, nổi lên là có Ánh Chi, đấy, Đông Tà, Thích Thông Lai, Rô Sơ Đào, đấy là những người thường xuyên nhắc đến cái tư tưởng xuyên tạc về đạo đức cách mạng và thân thế của người. Đặc biệt bây giờ có thêm diễn đàn của Vũ Sư Hùng Lân, nó cũng xuyên tạc. Nói chung là những cái kẻ phản động ở hải ngoại đều xuyên tạc về thân thế của người. Đặc biệt hơn á, như tên Thích Thông Lai sáng nay, có nghĩa là sáng mùng 15 tháng 10 2016, đã bị Ngô Kỳ, là một người chống phá đảng, chống phá cách mạng Việt Nam hơn 35 năm nay, đã lên tiếng nói về cái tên Thích Thông Lai này này là một tên lừa đảo bịp bợm, sư gì mà tuyên truyền láo khoét, nói luôn là cái ông ấy đổi trắng thay đen, vu khống bịa đặt đủ điều. Nói là sao? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời từ ngày mùng 5 tháng 10, nhưng mà thực tế đến giờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chủ trì các hội nghị và các cuộc họp của đất nước. Đấy là những kẻ xuyên tạc về Đảng, về Bác. Đấy, chúng
lợi dụng vào cái việc mà một số quan tham ô tham nhũng để lôi kéo kích động bà con nhân dân xuống đường biểu tình như vụ 10 tháng 6, làm gây thiệt hại về kinh tế ở tại tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác ở tỉnh phía Nam như chúng ta đã biết. Đó là một ý. Ý tiếp theo, nhằm tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch giáo diết sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn, trong đó tập trung vào một số phương thức hoạt động cơ bản như thông qua internet, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời đã lập hơn 400 trang web, blog, hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt như VPR, VOA, RFI, BBC, Hải ngoại, vân vân, lập ra nhiều diễn đàn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Các diễn đàn như hội nghị bàn tròn các thứ, sau là các đài như đài FEBT này cũng hay tổ chức cái hội nghị bàn tròn, các diễn đàn để tuyên truyền xuyên tạc. Đấy là những cái đài nó hay tuyên truyền xuyên tạc về tư tưởng của người. Chúng còn tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế xuyên tạc tư tưởng và thân thế đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt triệt để tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo ở các nước đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc như Australia, Mỹ, Canada, đấy, vân vân, rồi gửi thư ngỏ, tài liệu truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng trong nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, thông qua tiếp xúc gặp gỡ các đoàn ra nước ngoài làm việc tham quan, qua đó chúng ra sức rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, đề nghị Đảng, Nhà nước Việt Nam cần thay đổi bằng nhiều hệ tư tưởng mới. Cùng những việc làm trên, chúng tìm tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế và điều kiện thay đổi cải cách chính trị, pháp luật theo kiểu phương Tây, trong đó có thay đổi chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ, tư sản, đồng thời tìm cách móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên, thoái hóa biến chất trong Đảng, Nhà nước, viết bài, tung tin tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động tâm lý hoài nghi cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng từ bên trong xã hội. Đó là cái việc mà cái đám ba sọc Việt Tân hải ngoại á, nó thường xuyên tuyên truyền rêu rao kêu gọi kích động bà con nhân dân ở trong nước, đồng thời mua chuộc dụ dỗ một số cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất để tham gia vào các tổ chức phản động của bọn chúng. Đấy. Mà cái bài học đau lòng nhất từ ngày trước mọi người biết là một kẻ phản quốc, đó là Bùi Tín. Đấy, đến bây giờ chết ở bên Pháp, tro cốt vẫn còn nguyên ở bên đó, chưa mang về Việt Nam được. Đó là cái hậu quả của những cái kẻ từng là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, tin tưởng cái bọn phản động ở hải ngoại, lôi kéo kích động vì hám danh hám lợi nên phản bội lại quê hương đất nước, nên là không có cơ hội quay đầu lại làm con người. Và hiện tại bây giờ cái đám dân chủ quậy ở trong nước, ví dụ như nhóm Hiến pháp này, đấy, hội anh em dân chủ này, hội nô u các thứ vân vân, những cái thành phần đó cũng đều là những cái thành phần dân chủ quậy, những cái thành phần xuyên tuyên truyền xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy. Đó là những việc mà bọn chúng thường xuyên làm ở trong nước, đặc biệt là trong thời gian vừa qua ấy, có cái diễn đàn của Châu La Khải cũng từng xuyên tạc về Bác Hồ và Anh Vui Vẻ cũng vậy. Đó. Còn nhiều cái diễn đàn khác
mà Dương Vi không cần phải nhắc tên lên đây, nhiều anh em tham gia cái phong trào đấu tranh phản biện chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch này thì cũng biết rõ, và đặc biệt hơn là các lực lượng an ninh người ta đã có danh sách. Vâng, Dương Vi xin chào tất cả các anh. Tiếp tục bài báo này. Cần khẳng định rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học bao gồm hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lênin và tạo điều kiện cụ thể của Việt Nam, là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một tư tưởng, hệ tư tưởng được đánh giá là cách mạng khoa học khi và chỉ khi xuất phát và phản ánh đúng thực tiễn, soi đường cho hoạt động thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển. Điều này luôn đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh, với thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin và với một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập sáng tạo. Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa của dân tộc và của nhân loại để hình thành nên hệ tự thống tư tưởng của mình. Tư tưởng đó là sự thống nhất quan hệ biện chứng với chủ nghĩa Mác Lênin, không chỉ giải quyết vấn đề lý luận mà cao hơn là tư duy hành động giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cái điều đó chúng ta không thể phủ nhận được, bởi vì từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, sau đó giành được chính quyền năm 1945, tiếp tục lãnh đạo nhân dân, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Pháp 1954, sau đó tiếp tục vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước 1975, có nghĩa là kết thúc chiến tranh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, và sau đó cuộc chống chiến tranh biên giới Tây Nam Pol Pot Seri Angri 1976-1979 và 1979-1990 là chiến tranh biên giới. Mà thực tế sau 1986, Việt Nam đã đổi mới cái phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa Việt Nam lên một cái tầm cao mới, đó là đổi mới phát triển về kinh tế của đất nước, từ đó tránh sự sa lầy và sụp đổ theo cái gót chân của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu năm 1992. Đấy là về thắng lợi của cách mạng Việt Nam như vậy. Tiếp bài báo, tư tưởng đó là sự thống nhất quan hệ biện chứng với chủ nghĩa Mác Lênin, không chỉ giải quyết vấn đề lý luận này mà cao hơn là tư duy hành động giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đó là những cái gì mà Dương Vi đã giải thích nêu trên. Cùng với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này, thắng lợi khác. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Điều đó chứng minh rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại để kiến tạo nên một thời đại, một dân tộc Việt Nam là thời đại Hồ Chí Minh. Là một mốc son sáng ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là một chân lý không ai có thể phủ nhận được. Hồ Chí Minh là người biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế, đấu tranh không biết mệt mỏi cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại, là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại với tấm gương đạo đức sáng ngời. Người đã được cả dân tộc Việt Nam, cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới tôn vinh, ngưỡng vọng. Chính vì lẽ đó, những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh bôi lem, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của người chỉ là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học, cú dích, vô giá trị mà thôi. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, thời gian qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý an ninh thông tin mạng, triển khai biện pháp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt giữ, xử lý nghiêm minh nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế nhất định như sau. Định như sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong tuyên truyền đấu tranh phản bác còn hạn chế, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác phòng ngừa đấu tranh chưa gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, thụ động. Nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên tầm quan trọng của công tác phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế sự nghiệp của người còn hạn chế. Những năm tới, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người, hòng phủ nhận hệ tư tưởng lý luận của Đảng ta và toàn xã hội, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động này. Cần tập trung một số công tác trọng tâm như sau. Một là công tác phòng ngừa đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng và Nhà nước, nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tư tưởng chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục và với quyết tâm chính trị to lớn, chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa đấu tranh. Đấy, trong những người mà tuyên truyền xuyên tạc không mở diễn đàn, ví dụ như anh A Quy Nguyễn này cũng xuyên tạc, và rất là nhiều người khác lên các diễn đàn hoặc viết bài, viết status, đăng lên Facebook, những trang blog cá nhân của mình để xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng ta phải tìm ra nhiều cái phương pháp để đấu tranh, ngăn ngừa, phòng chống những đám phản động ô hợp này. Hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước, trong và ngoài nước về bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong cuộc xây dựng phát triển đất nước này, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, âm mưu thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chống phá Việt Nam, để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa đấu tranh, tiếp tục phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt là tăng cường xây dựng các trang web, các blog, diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống, cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay, qua đó góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế sự nghiệp của người.
Ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận khẳng định vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng phát triển đất nước, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội, qua đó cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh phê phán quan điểm tư tưởng xuyên tạc, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bốn là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng quản lý nhà nước về báo chí. Cái mặt này rất là quan trọng đây. Tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của một số phóng viên thoái hóa biến chất. Đấy, trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều phóng viên các báo, đặc biệt là một số tờ báo điện tử, nó đã bị đình bản do có nhiều thoái hóa biến chất vì lợi ích cá nhân mà không nghĩ về đại cuộc, viết những bài sai trái về sự phát triển của đất nước, về hiện thực con người, nên đã bị nhà nước người ta cấm. Có nhiều người đã bị tước thẻ nhà báo, đó là sự thật. Tiếp tục chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các trang mạng độc hại, các blog đen thường đăng tải các tin bài phim có nội dung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Nên là trong thời gian vừa rồi thì riêng cái vấn đề này có rất là nhiều bài báo và nhiều xuyên tạc, đặc biệt hơn ấy, các trên các trang đấu trường dân chủ của các cái bọn phản động ở hải ngoại, nó lập ra chế ảnh này, viết bài để xuyên tạc đủ đường đủ kiểu hết ấy. Mình vào đó để comment phản biện lại là bị zip nick Facebook ngay. Chính vì thế cái vấn đề này nên ngăn chặn từ xa. Nên cơ quan an ninh mạng nếu mà ra luật đó thì nên chặn những cái trang, những cái bài viết đó, lập tức xóa hoặc report nó đi, không để nó tồn tại, nó gây ảnh hưởng xấu đến toàn thể cộng đồng, đặc biệt là hình ảnh về Bác và quê hương đất nước. Rồi cái đợt phản động nó tuyên truyền như vậy. Về mục cuối năm là tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, làm cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, nhằm khẳng định sự thắng lợi của xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm bảo vệ vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của đảng ta, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Đây là cái phần thứ 5. Cái này đúng là thời gian vừa qua các vị nguyên thủ nó làm rất là tốt, cố gắng và đưa đất nước chúng ta đi lên một tầm cao mới, khẳng định cái vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á, Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Đấy, thể hiện trong những ngày qua các nước lớn từ châu Âu, châu Á, Mỹ Latin, người ta mời các vị nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu
Quốc hội, chính phủ đến để họp và giao lưu, hợp tác để phát triển về mọi mặt, đặc biệt là về mặt kinh tế. Các nước như châu Âu, châu Á cũng như Mỹ Latin, người ta khẳng định Việt Nam là một quốc gia phát triển độc lập mà mạnh mẽ về phát triển kinh tế, về văn hóa, chính trị, tư tưởng rất là ổn định. Ở đây chỉ có những cái kẻ gọi là ba sọc Ngụy đã chết từ cách đây hơn 43 năm về trước, cấu kết với đám Việt Tân do cái ông Hoàng Cơ Minh dựng nên từ 1982 cho đến 1989. Tổ chức này đã tan rã nhưng bây giờ vẫn có các thế hệ F2, F3 của Việt Tân nó thừa kế và tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước của chúng ta. À, mà đặc biệt hơn, lợi dụng vào những tổ chức phản động ba sọc ở hải ngoại như tổ chức Đào Minh Quân với tổ chức Việt Tân, thì cái đám dân chủ cuội trong nước đó, nó vì hám danh hám lợi, cũng vì vài đồng đô la bẩn thỉu đó, đã phản bội lại quê hương đất nước, phản bội lại dân tộc, phản bội lại anh em họ hàng trên đất nước Việt Nam chúng ta, đã lôi kéo kích động bà con nhân dân, những người có hiểu biết và những người muốn chống đối, cộng thêm những thành phần kém hiểu biết để xuống đường biểu tình phá hoại về an ninh, gây rối, mất trật tự an ninh, phá hoại tài sản của công. Đó là việc làm của bọn chúng. Đấy là những kẻ chúng ta cần lên án. Đồng thời á, ở địa phương nào chúng ta nắm bắt được danh sách những thành phần đó, địa chỉ cụ thể, thì báo luôn cho cơ quan an ninh tại địa phương đó để người ta nhanh chóng kịp thời giải quyết hoặc đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Từ đó góp một phần nhỏ bé công sức của mình để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng làm cho cái cuộc sống bà con nhân dân ở khu vực đó được bình yên, không gây xáo trộn như cái anh Vui Vẻ vừa rồi đã làm cái việc đi khắp nơi ở khu Thủ Thiêm để livestream kêu gọi kích động người dân không đồng tình cho việc xây nhà hát ở khu vực Thủ Thiêm đó. Đó là hành động sai trái của anh Vui Vẻ. Vâng, Dương Vy cũng xin kết thúc cái livestream này ở đây. Và có những bài viết nào hay á, thì Dương Vy sẽ tiếp tục đọc và phân tích về những cái kẻ mà thường xuyên xuyên tạc vậy, để cho cái bài báo nó thêm sinh động hơn. Và Dương Vy cũng qua đây cảm ơn tác giả Đức Quỳnh cũng như cái trang báo Quân đội Nhân dân online. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.